Thời tiết nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh thời tiết như say nắng, cảm nắng, cúm, sổ mũi, viêm họng, viêm phổi, chốc lở, rôm sẩy hay các bệnh liên quan đến đường ruột. Hãy cùng Vì Sức Khỏe mỗi ngày hôm nay thay đổi một vài thói quen để giúp gia đình bạn có được một mùa hè khỏe mạnh. 1. Ăn chín uống sôi. Thời tiết nóng bức khiến cơ thể mệt mỏi, mồ hôi ra nhiều làm mất muối khoáng, chất điện giải, gây giảm độ toan của dịch vị, làm chán ăn. Thói quen ăn ít, uống nước nhiều khiến dịch vị đã ít lại bị pha loãng hơn, giảm khả năng sát khuẩn của dịch vị. Khi đó, vi sinh vật có nhiều cơ hội xâm nhập đường ruột, gây đau bụng, tiêu chảy. Cách đơn giản nhất để phòng bệnh là ăn chín uống sôi, ngâm rửa sạch rau củ và hoa quả. Thức ăn đã nấu chín nên bảo quản trong tủ lạnh sau 2 tiếng. 2. Dinh dưỡng đủ chất. Bạn cần tăng cứng sức khỏe và đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng đủ chất, nhiều rau xanh và hoa quả, nên hạn chế các món xào, nướng, gây cảm giác ngấy ngán. Đồ cay nóng gây nhiệt miệng, mụn nhọt, mấy đay, thực phẩm khó tiêu như thịt dê, thịt chó và mỡ. Thay vào đó, ưu tiên các loại cá béo giàu omega có tác dụng giảm viêm, đậu thanh mát hay canh cua giải nhiệt. 3. Uống nhiều nước. Nắng nóng gay gắt khiến tim phải làm việc nhiều và nhanh hơn, mạch đập mạnh và huyết áp tăng. Máu đặc lại do mất nước có thể gây thiếu oxy, bất tỉnh, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Người có bệnh tim nên mang thuốc hạ huyết áp theo người và uống nhiều nước. Người bình thường nên dùng từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Nếu ra quá nhiều mồ hôi, có thể bù lại lượng khoáng đã mất đi bằng dung dịch điện giải hoặc chanh muối. Cần hạn chế các loại nước ngọt, khiến cơ thể khát hơn, hay kem và đá lạnh. 4. Tránh sốc nhiệt. Khi đi ra ngoài, bạn nên che chắn cơ thể bằng cách đội mũ rộng vành, áo khoác, đeo kính râm, mang găng tay để chống say nắng và tránh mất nhiều mồ hôi. Không nên nằm điều hòa quá lạnh mà phải thay đổi nhiệt độ phòng dần dần để cơ thể thích nghi. Bạn cần bật quạt quay, không thốc thẳng vào người. 5. Tiêm phòng vaccine. Cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng cúm, sởi, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, viêm phổi do phế cầu, tiêu chảy do virus rota, đủ mũi và đúng lịch để phòng bệnh. Phụ nữ có ý định mang bầu trong mùa hè nên tiêm phòng cúm, sởi, quai bị rubella uốn ván nhằm hạn chế nguy cơ dị tật thai nhi.